Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án để nhận token hoodie nha các bạn. Đây là một dự án của từ một cái ví hoodie wallet. Thì để tham gia dự án hôm nay thì mình cập nhật lại cho các bạn một dự án là bạn nào chưa nhận token boom thì các bạn vào và đăng ký và KYC các bạn. Hiện tại token boom giá một boom khoảng 18 đô USDT nè các bạn. Hiện tại nó còn 171 ngày nữa nó sẽ mở khóa cho mình group token boom này chạy về sàn PancakeSwap bạn. Rồi thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Em theo hướng dẫn của mình nha các bạn. Khoan các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè. Các bạn bấm sau Solder Launchpad nè. Các bạn đăng ký một cái tài khoản trên cái dự án của nó các bạn. Đầu tiên các bạn chưa có tài khoản thì các bạn bấm vào Research các bạn. Này login nè ta. Research trên đây nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì fit name, last name, các bạn ghi họ và tên của mình thôi nha các bạn. Quỳnh Giang Anh. Cái này không quan trọng mới chính xác. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Đây thì số phone, số điện thoại của mình nè. Các bạn chọn 84. Rồi các bạn nhập số điện thoại của mình vào nha các bạn. Bỏ không đầu 3299315777. Tiếp tục thì birthday thì ngày tháng năm sinh của mình thôi bạn. Rồi password xác nhận password các bạn. Rồi các bạn chấp nhận password, xác nhận password mà các bạn chấp nhận hai điều khoản của nó các bạn. Rồi các bạn bấm vào register nè các bạn. Đây là cái kèo khá là ngon luôn các bạn. Ok, rồi các bạn vào mail verify login các bạn. Các bạn mở địa chỉ email mình ra nè. Các bạn chờ xíu các bạn. Ok, nó chưa email mà đăng nhập luôn các bạn. Thử được không các bạn? Rồi, các bạn login luôn rồi. Các bạn bấm vào reset mail và reset code các bạn. Rồi nó mới gửi email về cho mình các bạn. Rồi mình bấm vào verify thôi. Nè, code nó gửi về là 740471 tiếp tục thì các bạn mở email của mình ra tìm một mã code nha các bạn. Nè hoodie nó gửi về mình một cái email nè các bạn copy cái email này nha các bạn. Cái này khá là ngon luôn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào verify code thôi. Rồi sau khi ra giao diện chính như thế này thì các bạn chương trình iGroup này nó còn 21 ngày nữa sẽ end các bạn. Đây là dự án khá là ngon các bạn. Rồi các bạn xuống đây gì các bạn làm nhiệm vụ thôi các bạn. Các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Rồi các bạn join vào để lấy cái mã code nha các bạn. Trên Telegram group nè. Các bạn bấm join vào các bạn. Sau khi các bạn join vào xong các bạn bắt up lên nè. Các bạn xuống đây các bạn join tiếp kênh thứ hai của nó các bạn. Các bạn bấm start nè. Rồi nó gửi cho các bạn một cái mã code này, các bạn copy cái mã code này nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 200 kim cương này, nó quy đổi ra là token hoodie nha các bạn. Rồi tiếp tục còn follow Twitter nữa. Kèo khá là ngon các bạn. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi nè các bạn. Còn like dân cho Twitter luôn các bạn. Rồi các bạn bắt upload đi. Đây dự án khá là ngon nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán nè. Còn WinVN nè, chính nè. Làm gì em mới có ăn các bạn. Bằng chatbot nó tỷ lệ scam nhiều quá. Ok, mình đã nhận được 2 tít chứ các bạn. Verify. Sau đó mẹ nên tít xanh. Rồi các bạn đây xuống đây thì các bạn việc copy cái link này mà chia sẻ cho ông bà và người thân để kiếm tít tất cả các bạn. Đây là dự án nó cũng đang
vừa bán phi sale, sắp sửa bán phi sale và tiếp tục là IDO nữa nè các bạn. Hy vọng con này giá cả của nó khá là cao các bạn. Wallet sau này tôi cần nó sẽ trả về wallet chỗ này, nó dí chỗ này nè các bạn. Và nó sẽ ra một cái dí nữa các bạn, nó cũng tương tự như cái đó con set này gợi các bạn, tiềm năng như thế các bạn. Hiện tại bị phá nè. Ok, vậy em hướng dẫn các bạn nhận token CHNG đến đây. Nhận token HODI đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Có gì mà cập nhật sau cho dự án này cho các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.